Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay hệ thống đồng hồ Zerowatt chúng tôi lại làm video để review cho các bạn 5 mẫu đồng hồ đối với thương hiệu là Philux đến từ nước Pháp. Vâng, đang có mặt tại hệ thống đồng hồ Zerowatt chúng tôi. Vâng, bây giờ cũng không lan man nữa. Chúng ta vào từng mẫu một ngay bây giờ nhé. Vâng, trước mắt quý vị đang là một mẫu đồng hồ Philux. Đấy. Một mẫu đồng hồ Philux có thiết kế màu vàng kim. Màu vàng kim các bạn nhé, rất là đẹp luôn. Đeo rất là quý phái, rất là lịch lãm luôn, rất đẹp luôn. Đây. Đá được đính ở trên dây này. Đấy, hai bên đều được đính đá này. Đấy, mặt số khảm xà cừ. Đấy. Đấy. Vâng, cọc số hình quả chám, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn, sai mặt. Canada 31 các bạn nhé, Canada 31 này phù hợp với các bạn là có cục tay trung bình trở lên. Rất là đẹp. Mẫu đồng hồ này có mã là FL1100863, có giá bán là 2.550.000. Khi các bạn mua online, chúng tôi sẽ giảm giá 10% cho các bạn nhé. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng đang có một chương trình rất là đặc biệt dành cho các bạn nữa, đó là khi các bạn mua một đồng hồ Philux thì chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn đây ra, tặng kèm cho các bạn đây ra, trị giá là 550.000, thương hiệu Alano. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé, hàng chính hãng, bao đẹp luôn. Còn về chất liệu của mẫu đồng hồ này thì bản kính là kính khoáng các bạn nhé, kính cứng chống xước. Ngoài ra dây và vỏ là thép 316L, độ chịu nước là 3 ATM, hoặc đi mưa rửa tay rất thoải mái các bạn nhé. Ok. Và sang đến mẫu đồng hồ thứ hai, đây là một mẫu đồng hồ có thiết kế rất là khỏe khoắn. Và cọc số được kết hợp giữa cọc nam mã và cọc vạch, rất là đẹp luôn. Và ngoài ra thì chức năng ở cọc số 6 giờ có chức năng là lịch ngày. Đấy các bạn này. Đấy, mặt số khảm 3D đậm hoa văn logo Philux, hai gối hai bên đều được đính đá, thiết kế rất là đẹp luôn. Đấy, đá thì là không phải đá bình thường nữa đâu các bạn nhé, đá sao có kỳ luôn này. Đó. Đây là chứng nhận luôn ạ, chứng nhận luôn. Đây là phần khóa này. Đấy, mình tôi tháo ra cho các bạn xem mặt đáy nhé. Đây phần mặt đáy của em nó đây. Đây, mặt đáy đây. Đằng sau có tem chống hàng giả của Tân Hải Minh, nhà phân phối độc quyền thương hiệu Philux này tại Việt Nam. Đó. Cực kỳ sang chảnh luôn. Mẫu đồng hồ này có size mặt là 38 các bạn ạ. Size mặt 38 dành cho các bạn nào thích những mẫu đồng hồ mà to khỏe. Đấy. Mà nặng một chút. Đấy. Các bạn nào cá tính đồng hồ to khỏe như Michael to ấy thì đeo cần mẫu này. Cái mẫu này rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, đây này, đúng và được cá các bạn nhé. Đã sao cũng kỳ luôn. Đấy, mẫu này phải nói là rất là đẹp. Rất là đẹp, mà giá bán của mẫu này là 3.040.000 các bạn nhé. Các bạn có online được cả 10% và được tặng kèm thêm một giấy da nữa. Vâng, sang đến mẫu đồng hồ thứ ba, chúng tôi mới giới thiệu với các bạn, đây là một mẫu đồng hồ cũng được thiết kế rất là đẹp luôn. Phần dây được thiết kế rất là đẹp luôn này, rất khác biệt luôn. Chất liệu thép 316L. Dây và vỏ được kết hợp đờ mi với nhau. Phần gối dây này được đính đá này các bạn này, được đính đá lấp lánh này, ngay nữa. Đấy. Ngoài ra cọc số không phải là cọc vạch nữa mà là được đính đá cực kỳ đẹp, mặt khảm xà cừ. Độ dày chỉ khoảng tầm 5mm thôi, rất là mỏng. Và quay chi tiết mặt đáy cho các bạn xem nha. Đây phần khóa này các bạn nhá, khóa ở đồng hồ này. Đấy, mặt sau này các thông số kỹ thuật nằm ở mặt sau đây các bạn nha. Đấy, tem chống hàng giả của Tân Hải Minh được kiểu luôn này. Mẫu đồng hồ này tôi đánh giá đây là một mẫu đồng hồ đeo rất là sang luôn, rất là sang luôn, mà độc lạ cái dây, phần dây rất là đẹp các bạn, mà không mua thì hơi phí đấy. Rất là đẹp luôn các bạn nhé, cũng đều được giảm giá 10%, giá là 2.620.000 đấy các bạn này, 2.620.000 được giảm giá.
10% và được tặng kèm thêm một visa. Vâng, mẫu đồng hồ này thì có size mặt là 32. Vâng, mặt là 2. Phù hợp với những các bạn là có cổ tay trung bình một chút. Vâng, sang đến mẫu đồng hồ thứ tư. Thì đây là một mẫu đồng hồ tôi đánh giá cũng rất là đẹp luôn. Vâng, mẫu đồng hồ này thì nó cũng giống cái mẫu đồng hồ hà màu phiên bản màu vàng mẫu số 1 này thôi. Nhưng nó chỉ khác về màu sắc. Vâng, đây các bạn nhìn này, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, đây được hẳn thả cừ, được cảm số mọi cái rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, cực kỳ đẹp các bạn nhé. Về thông số mọi cái kỹ thuật thì nó đều giống cái mẫu này thôi, đều là thép 316L, mặt khảm sàn cường. Đấy, độ chịu nước là 3 ATM, thì mưa rửa tay thoải mái, phần khóa các thứ đều giống nhau hết. Hàng chính hãng và hàng cho các bạn là 2 năm chính hãng và 5 năm tại hệ thống cửa hàng Tây Bắc chúng tôi. Mẫu này giá bán của em nó là 2.550.000, giống nhau các bạn nhé. Đẹp không? Vâng. Sang đến mẫu đồng hồ thứ 5. Đây là một mẫu đồng hồ. Các bạn nhìn thấy nào ạ? Có nữ tính không ạ? Quá nữ tính luôn chứ ạ? Viền men da được đánh giá đối xứng nhau giữa bên trên và bên dưới. Lệch điểm đi từ cặp số 2 giờ đến 7 giờ. Rất là đẹp. Mặt dập hoa văn này. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Đẹp. Phần gối dây đánh đá này. Kỳ đẹp luôn, màu sắc đờ mi đeo rất trẻ trung năng động. Đây, đây đờ mi này, khóa này, kỳ đẹp luôn. Đây, đó bạn nhé, tuyệt vời không ạ? Về mọi chức năng cũng như là về thông số kỹ thuật thì cũng đều giống như kia thôi, đều là thép 316L, độ dày khoảng tầm 6mm, vâng, độ dày khoảng 6mm thôi. Kích thước là 3 ATM cho bạn đi mưa rửa tay, mặt kính khóa. Rất là đẹp. Khi bạn mua đều được giảm giá 10% và được tặng kèm một giấy da chính hãng các bạn nhé. Thì sản phẩm của chúng tôi hiện tại đang được bán tại hệ thống cửa hàng của chúng tôi, có địa chỉ đây, tầng G trung tâm thương mại Garden, đường Mễ Trì, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, và tầng 1 trung tâm thương mại Mỹ Bắc Long Biên, đường Long Biên 2, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, và địa chỉ website là garden.com.vn, garden.com.vn, online 97 8 9 1 8 7. Thì khi các bạn mua online thì hãy liên hệ với số hotline để chúng tôi đặt hàng các bạn nhé. Vâng, đi kèm với sản phẩm thì gồm là có một thẻ bảo hành đây các bạn này, đây là thẻ bảo hành chính hãng của Tân Hải Minh, nhà phân phối độc quyền thương hiệu Philips này tại Việt Nam. Đây, đặt mặt sau là viết thông số kỹ thuật, ngày tháng năm căn cứ. Và ngoài ra thì có một tờ hướng dẫn này các bạn này, đấy, hướng dẫn các bạn, đấy, có đi bơi đi biết rồi hoặc làm gì không đó. Rửa tay đi mưa các thứ mọi cái ok. Đi kèm với sản phẩm gồm có thêm một là hộp, vâng, đây là một hộp chiếc nữa chính hãng, cặp nổ logo này các bạn này, chính hãng luôn. Thương hiệu này đến từ nước Pháp cho nên là các bạn nhìn thấy này, có tháp Eiffel, slogan các kiểu này. Đấy. Hộp thì nó có hai loại hộp, vâng, hộp này có thêm cả cái loại hộp gỗ như này nữa, rất là đẹp luôn các bạn nhìn này. Được sản phẩm vào đây thì đẹp luôn, với lúc một hộp gỗ rất sang chảnh luôn. Đấy. Ngoài ra nữa thì còn có túi, và cũng có túi đi kèm cùng thương hiệu Philips. Khi các bạn mua hàng chính hãng thì lúc nào nó cũng phải có thông số mọi cái nó thì cũng giống nhau cùng combo này các bạn nhé, thì mới là hàng chính hãng. Ngoài ra nữa thì tôi cũng giới thiệu với các bạn, khẳng định chúng tôi chỉ bán hàng chính hãng thôi. Đây là những cái bằng chứng nhận đại lý ủy quyền công ty Tân Hải Minh cấp cho giờ bắt chúng tôi. Đây, các bạn nhìn này, đấy, có bằng cấp mọi cái đầy đủ chứ không phải là chúng tôi bán trôi nổi hoặc là bán hàng sách tay bằng hàng không bán thế các bạn nhé. Chúng tôi chỉ bán hàng chính hãng thôi, cho nên các bạn đã mua chúng tôi thì các bạn hoàn toàn yên tâm. Thì trên đây thì tôi cũng đã giới thiệu chi tiết 5 mẫu đồng hồ Philips đến từ nước Pháp và dành cho nữ giới. Nhân dịp 20 tháng 10 chúng tôi giảm giá 10% cho các bạn, và ngoài nữa là tặng kèm thêm một dây da, rất sang chảnh cho các bạn nữa.
các bạn có thể không thích đeo dây thép thì các bạn có thể là các bạn đeo dây da, tùy các bạn. Vâng, rất ok luôn. Thì thấy video này hay, hãy like, share, chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giờ mắt chúng tôi ngày càng ra những video hay hơn nữa, chất lượng hơn nữa các bạn nhé. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.